Dạ hôm nay mưa quá ạ. Để test thử cái máy đo huyết áp ha. O2 Leifer O2 là một cái hãng rất lớn của bên Mỹ. Dạ. Nó đợt dịch vừa rồi là nó sản xuất cái máy mà đo oxy á. Đo oxy trong máu này nọ. Bà con tin dùng nhiều lắm á. Em là em bị cao huyết áp rồi. Cái ngày rút viên. Màn hình lớn dễ đọc ha mấy bé ha. Bấm một nút thôi là xong. Chạy hai cục pin đũa nha. Mưa lớn quá. Em ngồi dưới nhà tôn nó ồn nha. Đây ra 15-6 luôn đó. Mười lăm sáu 103 cao rồi đó, không đó nó báo ở đây nè, báo ở đây là cao rồi đó. Dạ ok.